Đại Phật Lạc Sơn trấn thủy quái, nhiều lần rơi lợi trước kiếp nạn của con người. Lạc Sơn Đại Phật, bức tượng lớn nhất thế giới, chạm khắc hình Phật Di Lặc từ bi nhìn xuống thế gian. Bức tượng ngồi lưng dựa vào núi Lăng Vân, nên còn gọi là Lăng Vân Đại Phật. Lạc Sơn Đại Phật được tạo hình trang nghiêm, thiết kế tinh xảo, khéo léo, trải qua hàng ngàn năm sương gió, đến nay vẫn an tọa bên sóng nước cuồn cuộn, tĩnh tĩnh quan sát thế sự xoay vần chốn nhân gian. Có rất nhiều truyền thuyết về bức tượng Đại Phật này. Kỳ lạ có câu chuyện tượng Phật khép mi rơi lệ trước mọi kiếp nạn của con người. Đại Phật trấn thủy quái. Triều đại nhà Đường có một vị hòa thượng tên là Hải Thông ở trên núi Lăng Vân. Dưới chân núi là chỗ hợp lưu của ba con sông Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Đây là nơi nước sâu chảy xiết. Khi các con sóng dâng cao thường xuyên nuốt chửng thuyền bè, gây nguy hại tới muôn dân bách tính. Hòa thượng Hải Thông vô cùng đau xót mỗi khi chứng kiến thảm cảnh. Ông nghĩ, hẳn là có thủy quái trong thế nước điên cuồng kia. Nếu trên vách núi khắc một tượng Phật, pháp lực hiển thần uy, tất có thể hàng phục được thủy quái. Thế rồi, hòa thượng xuống núi hóa duyên ròng rã 20 năm, gom góp được một khoản tiền để tạc tượng. Truyền thuyết kể rằng, có một viên tham quan nghe hòa thượng hóa duyên được nhiều ngân lượng liền nảy sinh lòng tham. Hắn dẫn binh lính đến chùa Lăng Vân và uy hiếp. Hòa thượng to gan, ông cho tạc tượng Phật mà không báo quan lập án. Ta phạt ông 1 vạn lượng ngân lượng, hạn trong 3 ngày phải nộp đủ. Hải Thông hòa thượng nói rằng, đại nhân, tạc tượng Phật là để trấn áp thủy quái, giải trừ khổ nạn cho muôn dân. Số ngân lượng này là do tôi đi hóa duyên dùng để tạc tượng, không thể đụng đến. Viên quan đe dọa, nếu không giao ta sẽ móc mắt ông. Hòa thượng sắc mặt không hề thay đổi, nói rằng, ta thà móc đi đôi mắt của mình chứ không để ai động đến số ngân lượng dùng để tạc tượng Phật. Nói xong, ông liền tự mình móc mắt đưa cho viên quan nọ. Tên quan thấy thế liền kinh hãi thoái lui. Bởi quá sợ hãi, hắn ta quên rằng phía sau là vách đá nên đã lùi, trượt chân rơi xuống chết. Sau đó, đôi mắt lại bay trở về với hòa thượng Hải Thông. Những tên sai nha đi cùng thấy thế, hết thảy đều run sợ bỏ chạy xuống núi. Một bức Đại Phật hơn 1000 vạn tương. Hòa thượng Hải Thông mời 2 thợ tạc tượng nổi tiếng là Thạch Thành và Thạch Thư cùng tới bàn việc khắc tượng Phật. Thạch Thư háo danh liền nghĩ, người đến bái Phật rất đông, nếu tạc nhiều tượng Phật trên vách núi, tên mình sẽ được lan truyền, sẽ nhiều người mời mình tạc tượng. Nghĩ đến đó, ông ta liền nói, Tam Giang thủy quái vô cùng hung ác tàn nhẫn, theo tôi nên tạc 1000 tượng Phật tại đây mới có thể trấn áp được. Thạch Thành trầm ngâm suy ngẫm, sau đó từ tốn đáp rằng, theo tôi nên khắc một bức tượng cao lớn như núi đá này. Chỉ có tượng Phật lớn như vậy mới có thể trấn áp yêu tà của 3 con sông. Thế là 2 người bắt đầu công việc, một người tạc bức Đại Phật, còn một người tạc 1000 bức tượng. Thạch Thư lựa chọn phiến đá Hồng Sa Thạch ven sông, bắt đầu công việc. Ông khắc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc thành đạo, khắc tượng Quan Âm Nam Hải từ hàng Phổ Độ, 18 vị La Hán hàng Long Phục Hổ, lại tạc tượng Bồ Tát Phổ Hiền chỉ điểm Bến Mê. Thạch Thư cặm cụi làm, chỉ nghe thấy tiếng đục vang lên, rồi 1 vài mảnh đá bay ra. Thạch Thành chọn vách đá vừa cao lớn vừa khó đi, đá lại cứng khó tạc. Ông cùng các đồ đệ dựng giá đỡ, leo lên vách núi. Bức Đại Phật mà ông tạo hình là Đức Phật Di Lặc, vị Phật của tương lai, mang tới ánh sáng và phúc lành cho chúng sinh. 2 năm trôi qua, Thạch Thư 1000 Phật đã tạc xong. Bức Đại Phật của Thạch Thành
vẫn chưa hoàn thành một bên chân. Thạch Thư nhìn công trình của bạn mà cười lớn. Với thời gian 2 năm, tôi có thể tạc xong 1000 bức tượng, còn ông vẫn chưa xong một bàn chân. Thạch Thành không hề nản chí, nói: 1000 tượng Phật cho tới 10000 tượng Phật của ông cũng không đỡ nổi một cái chân bức đại Phật của tôi. Nói rồi cắm cúi làm tiếp công việc của mình. Tiếng búa vang như sấm, tiếng đá văng như mưa, từng mảnh đá ầm ầm rơi xuống, rung chuyển cả một vùng. Thủy quái dưới chân núi nghe tiếng búa, tiếng đập đá thì kinh hoàng khiếp sợ. Chúng dâng lên 1000000 con sóng dữ, hòng nhấn chìm các thợ đá xuống sông sâu. Những người thợ đá không ngừng ném xuống từng trận mưa đá. Đá rơi xuống sông ầm ầm, không bao lâu đã chôn vùi lũ thủy quái. Kể từ đó trời yên biển lặng, hình ảnh của bức tượng cũng ngày một hiển lộ rõ hơn. Tượng Phật lớn nhất thế giới. Sau khi Hòa Thượng qua đời, công trình chưa xong phải tạm dừng. Chẳng bao lâu Thạch Thành cũng qua đời, khiến cho bức đại Phật nhiều lần bị trì hoãn. 10 năm sau khi Hải Thông Hòa Thượng viên tịch, tiết độ sứ Tây Châu là Trương Cừu Kim Quỳnh, rồi Vi Cao, v.v. đã quyên góp 100000 lượng vàng. Triệu tập thợ đá, đời sau nói đời trước, tiếp tục công trình đại Phật. Mãi tới thời Đường Đức Tông, năm Trinh Nguyên thứ tư, năm 788, bức đại Phật mới được hoàn thành sau 90 năm. Tượng Phật cao 71,2 mét được chạm khắc vào thời nhà Đường. Bức tượng bằng đá ngồi đối mặt với núi Nga Mi và dòng sông chảy dưới chân của tượng Phật. Lạc Sơn đại Phật chảy nước mắt. Lần đầu tiên người dân nhìn thấy tượng Phật chảy nước mắt là năm 1962, ngay sau thời điểm diễn ra nạn đói lớn, hệ quả của kế hoạch đại nhảy vọt của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Trung Quốc có khoảng 35 triệu người chết đói, khoảng 7 triệu người thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Khi đó, vì không còn đủ sức lực để đào mộ, nên người ta chỉ gói các thi thể trong tấm chiếu rồi thả trôi sông. Bức tượng đại Phật đã nhắm mắt trào lệ khi hàng nghìn thi thể trôi xuống chỗ hợp lưu của 3 con sông. Chính quyền Trung Quốc bấy giờ đã phái một nhóm nhà khoa học đến điều tra về sự kỳ lạ đó, nhưng không có câu trả lời. Sau đó bức tượng Phật đã được tu sửa lại trạng thái mở mắt như trước đó. Lần thứ hai bức tượng Phật rơi lệ là năm 1963, thời điểm khởi đầu của cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, khiến hàng triệu người chết và hàng trăm triệu người lâm vào cảnh đói khổ. Một lần nữa, chính quyền Trung Quốc đã chỉ thị tu sửa lại bức tượng. Điều hết sức kỳ lạ là, mặc dù đã tiêu tốn hơn 40 triệu nhân dân tệ vào công việc tu sửa, nhưng vệt nước mắt trên gương mặt tượng Phật vẫn không thể phai mờ. Tháng 7 năm 1972, tượng Phật lần thứ ba lại nhắm mắt rơi lệ. Điều này xảy ra ngay sau trận động đất ở Đường Sơn, Tứ Xuyên, làm khoảng 650000 người thiệt mạng. Cùng hiện tượng chảy nước mắt, bức tượng Phật cũng thể hiện một gương mặt nghiêm khắc, uy nghiêm. Tượng Phật chảy nước mắt 3 lần trong lịch sử đều là khi hàng triệu người dân chết thảm. Ngài đã nhìn thấy những kiếp nạn này. Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, khi Ngài rơi lệ là lời cảnh tỉnh và điềm báo cho con người. Thần Phật thực sự tồn tại và nhìn thấu hết thảy mọi điều trên thế gian. Dù cái ác có thể thao túng con người, làm ra những hành vi đồi bại, nhưng nó không thể tồn tại mãi, bởi vì thiên lý là có thật, thần Phật sẽ có an bài cuối cùng. Kẻ hành ác không sợ luân lý của đất trời, ắt sẽ nhận báo ứng. Những người tốt sống thiện lương, tin vào thần Phật và nhân quả, trong cuộc sống họ có nội tâm an bình và dễ dàng vượt qua khổ nạn. Niềm tin vào thần Phật giúp con người giữ gìn đạo đức và phẩm hạnh. Đó là nền tảng để duy trì một xã hội tươi đẹp hơn.